Hello, xin chào tất cả các chị yêu đã tới với livestream của Shop 99 vào buổi trưa ha. Hello mọi người ạ. Các chị ơi, mình nhanh tay vô xem livestream này ha. Thì bên em đã có thông báo lên fanpage của Shop 99 rồi. Nếu như chị nào mà có theo dõi fanpage của bên em thì sẽ biết là hôm nay cái livestream này bên em sẽ like và tri ân khách hàng. Các chị nào chia sẻ rồi nha các chị ơi, mình nhanh tay nha, vô xem cái livestream này và mình nhanh tay là chia sẻ cái livestream này rất là rồi. Hello tất cả các chị yêu nha. Cái livestream ngày hôm nay là bên em sẽ tri ân khách hàng, sẽ tặng cho 15 chị đầu tiên, 15 chị sẽ mua được đầm với giá 19k. Thì bên em sẽ trong suốt từ đầu livestream đến cuối livestream là sẽ tặng liên tục luôn, đến khi nào hết 15 chị. Đây là các chị mình nhanh tay vô xem cái livestream này ha. Đó, giờ từ trước nay là cái livestream này mà tri ân khách hàng là tặng nhiều nhất luôn á. Nên là chị nào muốn được tham gia cái chương trình tặng quà tri ân này thì mình nhanh tay là chia sẻ vào nhóm được rồi nhiều giúp em ha. Sau đó comment là đã chia sẻ giúp em ạ. Rồi nha, các chị ơi mình nhanh tay nha, bên em hệ thống sẽ kiểm tra chị nào là sẽ là người chia sẻ nhiều nhất và sẽ tặng cho các chị đó là mua được cái đầm với giá là 19k. Nên là các chị mình nhanh tay nha. Hôm nay bên em tri ân khách hàng nên là sẽ có 15 chị may mắn trong livestream này. Nên là các chị yên tâm, bên em sẽ chắc chắn là tặng cho 15 chị luôn và sẽ công bố cái kết quả trực tiếp trên livestream này để cho chị đó có thể là người nhận được cái đầm mà mình yêu thích và mình chỉ cần bỏ ra 19.000 thôi mình sẽ mua được cái đầm đó. Nên là các chị nào muốn tham gia cái chương trình lớn bên em á thì mình nhanh tay là chia sẻ vào trang cá nhân của mình một lần, sau đó các chị chia sẻ vào nhóm giúp em nhiều lần. Mình có thể chia sẻ được bao nhiêu thì mình cứ chia sẻ hết giúp em ha. Và cái điều quan trọng hơn là cái bước đầu tiên để các chị được tham gia cái mini game này, các chị phải vô fanpage của Shop 99 và bật chế độ là xem trước. Các chị bấm vô fanpage của Shop 99 nha. Rồi nha, rồi hello tất cả các chị yêu nè, các chị nhanh tay chia sẻ nha. Thì đây em sẽ hướng dẫn các chị mà cái cách làm sao để mình có thể là rồi nha, ở trên fanpage của Shop 99 thì khi mà nó sẽ có cái là các chị khi mà các chị đã thích á, là các chị đã theo dõi shop rồi nè, thì nó có cái phần ở dưới đây là đã theo dõi, các chị bấm vô đã theo dõi ha, thì nó sẽ hiện lên là các chị là đang ở chế độ mặc định, thì các chị hãy chuyển qua chế độ là xem trước giúp em nha. Các chị chuyển qua chế độ xem trước, cái đó là bước 1, nếu chị nào đã làm rồi thì mình chỉ cần chia sẻ thôi, còn chị nào chưa làm thì mình nhanh tay là vô fanpage của Shop 99 và chuyển qua chế độ xem trước. Tại vì khi mà các chị chuyển qua chế độ xem trước á thì tất cả những bài đăng của Shop 99 các chị sẽ nhìn thấy trước để đỡ phải mất những cái chương trình, của các chị yêu ha. Đây là các chị mình cứ yên tâm, mình xem trước thì mình sẽ biết được. Ví dụ như hôm nay làm tri ân khách hàng, một số chị là mình đâu có nhìn thấy được bài đăng của Shop 99 đâu, mặc dù đã theo dõi. Thì bởi vậy nên các chị bấm vô bật chế độ xem trước này á, thì khi mà bên em đăng bất cứ cái gì lên là bên các chị sẽ thấy được và các chị sẽ biết được là buổi trưa nay bên em có like và có tặng quà rất là nhiều để mình có thể vô xem các chị yêu ha. Rồi, đây là các chị nhanh tay mình vô xem livestream này và mình comment cho em thấy. Mình chia sẻ thật là nhiều và comment cho em là đã chia sẻ. Các chị comment đã chia sẻ ghi viết tắt á, mình không cần phải ghi nguyên cái chữ ở đâu, ghi viết tắt rồi DCS giúp em ha. Rồi nhanh tay giúp em nhớ bật chế độ xem trước vô fanpage của Shop 99 nha. Đó là bước đầu tiên để các chị tham gia được cái mini game trúng thưởng tri ân khách hàng của bên em ngày hôm nay. Đây là các chị mình nhanh tay là chia sẻ livestream này vào trang cá nhân của mình một lần, sau đó các chị chia sẻ vào nhóm giúp em nhiều lần nha. Mình chia sẻ được bao nhiêu lần thì mình cứ chia sẻ giúp em. Tất cả các bài chia sẻ đều phải để chế độ công khai, bên em sẽ kiểm tra xem chị nào chia sẻ nhiều nhất. 5 phút đầu tiên em sẽ chọn ra người để trúng thưởng để nhận được phần quà bên em các chị nha. Hôm nay tặng 15 chị em. Rồi nha, 15 chị sẽ là người nhận được phần quà. Tặng cho 15 chị nha. Chia sẻ nhiều. Mấy chị đừng có ghi là đã chia sẻ, ghi số nhóm đi coi thử sao. Rồi nha các chị ơi, mình comment cái số nhóm mà mình đã chia sẻ nha các chị nha. Mình không cần khởi comment đã chia sẻ nữa đâu. Thì các chị nào nãy giờ mà mình chia sẻ bao nhiêu nhóm rồi, nếu như mình chưa biết chắc chắn thì mình có thể ước lượng và mình comment cái số nhóm mình chia sẻ lên. Mình chỉ cần comment cái số thôi, không cần phải ghi nhóm đâu các chị nha. Comment con số thôi. Ví dụ như các chị chia sẻ 5 nhóm, các chị chia sẻ 5 nhóm thì các chị sẽ comment số 5. Ví dụ như mình chia sẻ 10 nhóm, mình comment số 10 thì đó bên em sẽ biết được. Và nhớ là cái này là mình
comment đúng với cái số nhóm các chị đã chia sẻ nha. Bên em sẽ kiểm tra lại, ví dụ như chị comment 10 nhóm thì bên em kiểm tra lại mà thấy chị chia sẻ có 5 nhóm là không có được. Nên là mình lưu ý cái này là mình chơi là chơi công bằng và chơi là phải chơi là không được gian lận các chị yêu nha. Nhớ là comment đúng với số nhóm thì đây mình sẽ nhận được cái đầm rất là xinh thế này. Và các chị cũng có quyền được lựa chọn những cái đầm bên shop luôn. Đúng rồi, tặng của em hoặc là của bạn này nha, của em hoặc là của người mẫu luôn. Thì bạn nào sẽ là người may mắn nhận được cái đầm này chỉ giá là 19.000 thôi. Và như cứ như vậy em sẽ tặng cho 15 chị luôn, 15 chị trong cái livestream này ha. Từ đầu like đến cuối like lúc nào em cũng sẽ tặng. Nên là các chị cứ yên tâm ở lại trong cái like này đến cuối like luôn. Thì cơ hội trúng thưởng của mình rất là cao các chị yêu ha. Rồi, mình chia sẻ bao nhiêu thì comment cái số nhóm giúp em, comment thực sự nha, đúng thực sự. Tại vì bên em sẽ lọc và chọn ra người nào mà làm đúng nè, đầy đủ nè, và có chia sẻ đúng với cái số nhóm mà có comment nhất, thì người đó sẽ là người trúng thưởng và sẽ lừa ra tới 15 người luôn, chứ không phải một người đâu. Nên các chị cứ yên tâm, mình nhớ là comment đúng với cái số nhóm mình đã chia sẻ giúp em. Mình có thể là comment dư, hoặc mình có thể mang thiếu cái số nhóm mình đã chia sẻ cũng được, chứ đừng có mà dư nhiều quá. Ví dụ như comment có 20 nhóm comment cái lên đây, comment là chia sẻ 50 nhóm nó không có được ha. Đây là mình comment cái số nhóm giúp em nha, chứ comment số loại gì chị ơi. Mình comment cái số nhóm mà mình đã chia sẻ nha. Chia sẻ bao nhiêu nhóm comment tiếp đi ạ? 8 nhóm ít quá này, Mi Hậu chia sẻ tiếp đi chị ơi, chia sẻ tiếp đi nha. 8 nhóm không trúng được đâu. 8 nhóm là 20 nhóm, thường là phải 20 nhóm thì 20 nhóm trở lên mới có cơ hội trúng chứ, 8 nhóm ít quá chị ơi. 91 nhóm là không đúng rồi nè, hơi ăn gian nha. Em có kiểm tra nha, nãy giờ là chị cao nhất á là mới 30 nhóm thôi. Chị cao nhất mới là 30 nhóm thôi, còn những chị khác á không biết chia sẻ sao nên đây comment quá trời nhóm luôn à. Ha, bên em đang kiểm tra số lượng các chị đang chia sẻ vào nhóm, thì hiện tại á số lượng chia sẻ vào nhóm bây giờ là mới là 50 nhóm là cao nhất thôi, mà có chị comment 70 nhóm, 90 nhóm là không có các chị nha. Nên là mình chia sẻ là phải cái nhóm nó phải duyệt cho mình thành công thì mới được các chị ha. Rồi. Rồi nha các chị ơi, rồi nhanh tay là comment cái số nhóm mà mình đã chia sẻ đi ha. Thì hôm nay sẽ tặng tới 15 chị luôn. Nên là chị nào muốn nhận được đầm 19.000 bên em thì mình nhanh tay nha, mua đầm với giá 19.000 thôi à. Rồi nha các chị ơi, mình nhanh tay nha. Rồi thì mình comment cái số nhóm ra đi các chị ơi, chứ em đâu có biết các chị tham gia bao nhiêu nhóm đâu ha. Mình phải comment cái số nhóm mình ra ở trên like này và bên sẽ kiểm tra lại hệ thống nha. Rồi hiện tại bây giờ là số nhóm cao nhất của một chị đã chia sẻ vào tới 50 nhóm. Hiện tại là chưa có chị nào thứ hai chia sẻ nhiều hơn. Nên là các chị nào mà có thể chia sẻ nhiều hơn như vậy thì mình chia sẻ giúp em nha. Rồi 30 giây nữa sẽ công bố chị đầu tiên các chị nha. Rồi nhanh tay này các chị ơi, hiện tại em đang bấm giờ nha. Rồi nhanh tay này các chị ơi, 30 giây nữa sẽ công bố chị đầu tiên mà chia sẻ nhiều nhất vào nhóm. Thì cứ như vậy thì em sẽ tặng một người xong bắt đầu sẽ tặng tiếp liên tục như vậy cho đến 15 người vào trong cái livestream này nha. Nên là các chị nhanh tay nè, chia sẻ và comment đúng với số nhóm mà mình đã tham gia nha. Rồi sắp hết 30 giây rồi thì sắp có người đầu tiên bên em sẽ... Rồi nha. 30 giây kết thúc, bây giờ thì em sẽ chọn, bây giờ em sẽ nhờ đây quản lý đã gửi cho em là chị đầu tiên. Chị đầu là tiên chia sẻ 25 nhóm. Chị đầu tiên là chia sẻ 25 nhóm, đó là chị Trâm Trần, có hình avatar Facebook như thế này. Chị Trâm Trần trong livestream này để lại số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k. Để lại cho em số điện thoại khoảng trống trúng thưởng đầm 19k chị yêu nha. Nhanh tay cho chị Trâm Trần nha. Trâm Trần này có hình avatar Facebook là như thế này nha, đó là chị đầu tiên nha. Tiếp nói chứ đó. 30 giây nữa. 30 giây nữa cho mấy chị chia sẻ đi. Tại vì mấy chị chia sẻ cũng hơi là ít đó. Thường là trên 20 nhóm mấy chúng. Rồi bắt đầu 30 giây nữa sẽ chọn ra một người tiếp theo. Các chị nào đang chia sẻ rồi nhớ ở trong like nha. Thoát ra ngoài là bị mất phần thưởng luôn á. Chị nào có đọc tên mà không nhận thưởng là coi như bị mất thưởng nha. Trâm Trần nhớ để lại số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k giúp em nè. Rồi nhanh tay giúp em ạ. À. Rồi nhanh tay nha. Hết 30 giây này em sẽ có người tiếp theo để chọn cho mình luôn. Rồi nhanh tay chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ hết mức có thể nha, để nhận đầm miễn phí bên em nè các chị yêu nha. Chị ơi phải để là trúng thưởng nha, rồi hết 30 giây nha. Chị Trâm Trần để là trúng thưởng, nếu như chị không để đúng phương pháp trúng thưởng, chị không nhận được thưởng thì chị không lên shop kiện được nha. Một số chị là không nhận được phần thưởng lên shop kiện là bên em không chịu trách nhiệm á. Rồi chị thứ hai em đã có kết quả trên tay, đó là kho sỉ rẻ.
kho xỉ rẻ ca nè, kho xỉ rẻ nè, bà Facebook của chị kho xỉ rẻ này đã chia sẻ là 35 nhóm nha, 35 nhóm cho kho xỉ rẻ nha. Rồi chị kho xỉ rẻ để lại số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k giúp em, số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k. Vì chị Trâm Trần không để đúng như vậy bên em không trao thưởng cho mình nha, tại vì chị không để cho trúng thưởng bên em không trao được, và danh sách trúng thưởng bên em sẽ có đu lại, nên là những chị khác không trúng thưởng mà mình comment trúng thưởng là bên em sẽ loại và sẽ lóc người đó luôn, nên là các chị nào mà mình trúng thưởng thì mình mới để nha. Rồi chị kho xỉ rẻ hồi nãy em thấy chia sẻ nhiều lắm nè, chị kho xỉ rẻ đâu rồi ạ? Để lại số điện thoại nha, số điện thoại trúng thưởng đầm 19k giúp em. Nhanh tay nha các chị yêu ơi, nhanh tay nè. Rồi 30 giây nữa em sẽ tặng tiếp cho mọi người nữa, 30 giây nữa sẽ tặng tiếp cho mọi người nữa nha các chị yêu nha. Đúng hết 30 giây này nha. Rồi ok, chúc mừng kho xỉ rẻ nha. Rồi Nguyễn Ngọc Nga không trúng mà dám để trúng thưởng số điện thoại nha, bên em sẽ quản lý, sẽ lóc chị Nguyễn Ngọc Nga nha. Mình chơi không được chơi ăn gian nha chị yêu ơi. Trời ơi, em mới đọc có 2 người thôi mà tự vô nhận thưởng là sao chị yêu ơi. Rồi nha, rồi nhanh tay nè các chị ơi, hiện tại là em đã có kết quả rồi. Hiện tại là hết 30 giây rồi nha, có kết quả của người tiếp theo rồi. Nhanh tay nha, bây giờ là người tiếp theo đó là chị. Rồi, chị Thảo Nguyễn nha, chị Thảo Nguyễn. Ủa nó cũng biết. Chị Thảo Nguyễn là người tiếp theo của hình avatar Facebook như thế này nha. Chị Thảo Nguyễn ơi. Để chúng tôi cũng chơi. Chị Thảo Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cộng trúng thưởng giúp em đầm 19k. Chị Tú Nguyên không trúng thưởng mà để trúng thưởng bên em quản lý lóc mình nha. Rồi ok, chị Trâm Trần là đúng rồi nè, đúng cú pháp này nha. Mới nãy giờ là em có danh sách đủ cho các chị luôn á, chị nào mà ăn gian là bị lóc luôn á. Rồi nha, chị Trâm Trần, chị kho xỉ rẻ là 2 người rồi. Chị thứ ba là chị Thảo Nguyễn. Chị Thảo Nguyễn để lại số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k. Số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k giúp em nha. Nên là các chị lưu ý nha, bên em là có danh sách đầy đủ, nên là các chị không có giỡn như vậy được nha. Mình không trúng thưởng là mình không được để trúng thưởng lên đâu nha. Rồi chị Thảo Nguyễn để lại số điện thoại khoảng trống trúng thưởng giúp em đầm 19k nha. Rồi bây giờ là em đã tặng là cho ba chị rồi. Tiếp theo nha. Rồi tiếp theo 30 giây nữa các chị yêu nha. 30 giây tiếp theo nữa. Rồi ok, chị Thảo Nguyễn trúng thưởng rồi, thấy rồi nè. 30 giây tiếp theo nữa nha các chị yêu nha. 30 giây tiếp theo nữa sẽ có người trúng thưởng nữa. Rồi số lượng bây giờ các chị chia sẻ, có một số chị là đang đứng rồi đó không có chia sẻ nha. Chia sẻ giúp em nè, những chị vô sau em sẽ đọc là em sẽ nói lại cái chương trình này. Các chị chia sẻ vào nhóm nhiều nhất, chia sẻ vào nhóm đi các chị ơi, chia sẻ vào nhóm càng nhiều số lượng trúng thưởng càng cao. Các chị sẽ mua đầm với giá bên em 19.000 dành cho 15 chị may mắn trong live này thôi. 15 chị may mắn trong live rồi, kết thúc 30 giây nha. Người tiếp theo đó là chị Trang Trương nha. Trang Trương để lại số điện thoại cộng trúng thưởng giúp em có hình avatar Facebook như thế này nha. Trang Trương nè, Trang Trương số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k giúp em nha. Trời ơi, 18 nhóm là mất cơ hội rồi, chia sẻ tiếp đi chị ơi, chia sẻ tiếp nha. Chị Trang Trương là đã chia sẻ vào 40 nhóm nha, 40 nhóm à. Rồi nha. Váy em đang mặc 58kg vừa chị yêu. Rồi ok nha, chị Trang Trương để lại số điện thoại khoảng cách trúng thưởng đầm 19k giúp em nha. Rồi nhanh tay, bây giờ là em đã chọn ra 4 chị rồi. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu đầm cho các chị một xíu. Thì chọn 5 phút nữa thì em sẽ chọn ra một người tiếp theo. Nên các chị cứ bình tĩnh ở trong live này và chia sẻ tiếp. Cho những chị nào vô sau mà mình không có chia sẻ được á, thì bây giờ mình chia sẻ đi. Và em sẽ bắt đầu chọn ra người trúng thưởng tiếp. Chị Thanh Vương không có trúng mà dám để trúng thưởng nha. Bên em quản lý lóc chưa? Rồi nha, chị thứ tư là chị Trang Trương á, Trang Trương nhớ để số điện thoại khoảng cách trúng thưởng giúp em nha. Rồi, sau 5 phút các chị nhớ nhắc em, bên sẽ chọn tiếp là người chia sẻ nhiều nhất nha. Bây giờ thì bên em sẽ tư vấn đầm cho mình một chút xíu. Các chị nào muốn mua đầm váy bên em thì mình nhanh tay vô đây ha. Rồi, 5 phút nữa sẽ chọn tiếp là một người trúng thưởng nha. À, chị cần chia sẻ nhiều nhất là được đó chị Nguyễn Phương ơi, chia sẻ càng nhiều càng tốt nha. Rồi nha, bây giờ mẫu đầu tiên giới thiệu cho các chị luôn. Nãy giờ các chị hối quá trời luôn. Cho những chị nào mà mình muốn mua hàng thì mình nhanh tay. Còn những chị nào mà mình muốn chơi game tiếp tục thì mình chia sẻ đi ạ. Sau cái mẫu này thì em sẽ chọn tiếp một người trúng thưởng. Cứ sau một bộ đồ thì em sẽ chọn tiếp một người trúng thưởng. Chị nào thoát ra ngoài coi như chị đã bỏ phí nãy giờ mình chia sẻ đó nha. Rất là phí luôn. Không có trên like là không có được nhận thưởng đó. Em đọc tên người trúng thưởng nãy giờ rất là nhiều rồi nha. Rồi cái mẫu đầm em đang mặc là mẫu đầm suông, mẫu đầm này là 60kg trở xuống các chị mặc vừa nha, mặc thoải mái. Chị nào lấy để lại giúp em mã số là 794. Rồi
rồi nha các chị ơi, mình mua bên em bán đồng giá là 129.000 một bộ nha. Các chị mua từ 2 bộ trở lên sẽ có giá là, các chị mua từ 2 bộ trở lên sẽ có giá là 99.000 một bộ thôi. Đây là chị nào mua từ 2 bộ trở lên giá siêu rẻ nha. Đầm em đang mặc là có hai màu, đó là màu xanh nước biển và màu hồng rất là xinh đây. Chị nào lấy để lại cho em mã số là 794 794, khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em để đặt hàng nha. Rồi rồi chút xíu nữa xong cái mẫu này sẽ qua cái đầm cam hồi nãy người mẫu mặc ha. Rồi ok, đã tìm em có ghi ở bên dưới rồi, các chị coi giúp em nha. Cái đầm em đang mặc mã số là 794. Chị nào đặt hàng nhanh tay là chị nào mà 58kg nãy giờ hỏi đâu ạ. À, chị nào mà 58-60kg thì mẫu này vừa. Còn lại bên em không còn mẫu nào mà cỡ hơn 55kg đâu. Chỉ có một mẫu này là hơn 55kg mới mặc được thôi nha. Rồi Nguyễn Hồng Loan với đơn hàng của chị yêu nha. Các chị đặt hàng giống như chị Nguyễn Hồng Loan giúp em à, địa chỉ rất rõ ràng và đầy đủ nha. Rồi ok, chị Hương Hương để lại cho em địa chỉ rõ ràng của chị Hương Hương ơi. 794 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em, hai màu là xanh với hồng. Đây là mẫu đầm suông rất là thoải mái, bầu bì cỡ nào cũng mặc được hết các chị nha. Bầu bì 8-9 tháng là mặc được hết luôn. Chị nào lấy nhanh tay để lại cho em mã số là 794 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em. Rất là xinh đây nha. Các chị mua hai bộ trở lên thì chỉ có 99.000 một bộ thôi. Rồi ok luôn nha. Phạm Trần Cẩm Linh để lại cho em là địa chỉ nha chị ơi. Đặt hai màu hồng với xanh luôn hả chị ha? Hai bộ là chỉ có giá 99.000 một bộ thôi nha. Đây một cái mẫu đầm rất là xinh như thế này à. Các chị mua bên ngoài không có giá 99.000 đâu. Em đảm bảo luôn cái đầm này rất là xinh cho mọi người ha. Mặc lên vừa trẻ trung vừa dễ thương luôn. Chị nào lấy nhanh tay để lại cho em mã số 794 khoảng trống màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Ok Hương Hương cái địa chỉ nha. Rồi Cẩm Linh nhớ để cho em địa chỉ nha. Rồi nhanh tay luôn, mẫu này mặc rất là xinh luôn nè ha. Chị nào lấy nhanh tay để lại mã số là 794 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em. Ok thì Cẩm Linh em thấy đơn hàng của chị rồi nha. Rồi bây giờ thì em sẽ công bố kết quả một người trúng thưởng tiếp theo là người thứ 5. Rồi nha, bây giờ là người thứ 5. Hồi nãy là rồi người thứ 5 trúng thưởng các chị ơi nha. Người thứ 5 trúng thưởng đó là chị Thúy Phương. Các chị nào nãy giờ chia sẻ mà tự nhiên bỏ ra ngoài là coi như mất phần thưởng luôn. Tự nhiên nãy giờ mình chia sẻ nhiều rồi là mình phải ở trong live này để nghe công bố kết quả nha. Thúy Phương để lại cho em số điện thoại khoảng trống trúng thưởng đầm 19K giúp em với Thúy Phương nha. Nãy giờ có rất là nhiều bạn gian lận, bên em đã quản lý đã lock đi hết rồi. Nên là bạn nào gian lận nữa thì sẽ không được tham gia mini game với mình nha và sẽ bị lock nha các chị nha. Rồi, chị Thúy Phương nè, avatar Facebook như này nha, để lại số điện thoại cộng với trúng thưởng đầm 19K giúp em. Thúy Phương nhanh tay nha chị Thúy Phương ơi. Đi ra ngoài là rất là tiếc luôn, ra ngoài là mất phần thưởng. Rồi chị Xuân Nguyễn với đơn hàng Xuân Nguyễn nha, 58kg ok luôn chị yêu nha, mặc thoải mái. Em nói trước nha, sau cái mẫu đầm này là những mẫu đầm khác là không có mẫu nào 58kg nữa đâu. Đây là các chị nào mà ví dụ như một số nào rộng á thì em sẽ nói các chị, chứ bây giờ đầm bên em 60kg đầm qua bán hết sạch rồi. Đây là các chị mình tranh thủ đặt hàng và nghe tư vấn số ký nha. Ok chúc mừng chị Thúy Phương nè. Rồi ok chị Thanh Phương 794 hồng để lại cho em địa chỉ nha. Rồi chúc mừng chị nha. Rồi các chị chia sẻ tiếp tục đi ạ. Một số chị là không có chia sẻ là không có trúng thưởng nha. Không có ship sang nước ngoài đâu chị yêu ơi. Em ship ở Việt Nam thôi nha. Bây giờ sẽ qua mẫu tiếp theo luôn. Chị nào lấy mẫu của em nhớ để lại 794 khoảng trống màu kèm số điện thoại nha. Rồi bộ em mã số là 810 các chị nha. Mã số của nó là 810, rất là xinh. Cái này là một cái đầm xòe ha. Thì mã 810 này, ủa Hồng ơi, bên này sao vậy? Rồi mã số 810 này ha, thì hiện tại bộ này á là chỉ còn có 5 bộ cuối cùng thôi, và em sẽ chốt cho 5 chị thôi nha. Mã 810 này 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa các chị ha. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa, rất là dễ mặc mà ai mặc cũng xinh à. Mặc đi làm, đi học hay là đi hay là giữa. Rồi, xin chào chị Lê Thị Phượng nha. Rồi, mẫu này thì mặc đi làm, đi học hay là đi chơi cũng đều rất là xinh luôn. Tại vì cái dáng của nó thì rất là trẻ trung các chị ha. Rồi, cổ là hình chữ V và phần dưới là hơi xòe đó. Nó gấp xếp ly nữa cho nên là mặc sẽ rất là xinh. Chị nào mua về có thể là mua thêm một cái dây nịt nữa, mình nịt ngay cái phần eo lại ha. Rồi mã số là 810 ạ. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Chất liệu của nó là chất thun co giãn nha. Độ co giãn của nó sẽ rất là thoải mái luôn. Chị nào đặt hàng thì mình nhanh tay mình đặt hàng theo cú pháp là 810 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Bên em sẽ ưu tiên cho những chị nào đặt hàng có địa chỉ nha. Đặt hàng có địa chỉ bên em sẽ chốt đơn hàng trước và gửi hàng đi cho mình trước nha. Cho nên là mình yên tâm luôn, mình để lại giúp em đúng cú pháp
là mã số sản phẩm, số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi ok chị Nhung My lấy 810 cho anh xin địa chỉ luôn chị ha. Chị ngon xỉ rẻ nha, chị trúng thưởng rồi thì chị thích mẫu nào bên em tặng cho mình mẫu đó nha. Rồi bộ này hiện tại là chỉ còn đúng một cái màu nâu vàng em đang mặc luôn ha chị Minh Trâm nha. Còn đúng một cái màu nâu vàng em đang mặc luôn. Mã số là 810, mặc rất là sáng da và rất là nổi bật hơn. Đồng thời giúp em là 810 cộng màu vàng, số điện thoại và địa chỉ nha. Thì màu này của nó là màu nâu ha. Màu nâu vàng nha, màu nâu vàng các chị yêu nha. Rồi độ co giãn của nó sẽ rất là thoải mái. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa cái bộ này. Chất liệu là chất thun co giãn nha. Đằng sau là bộ này là không có khóa kéo các chị nha. 53kg mặc vừa luôn chị Xuân Trần, tại vì chất liệu của nó là chất thun á, cho nên là độ co giãn của nó sẽ rất là thoải mái luôn. 53kg, vòng eo của mình dưới 73 mình sẽ mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em luôn các chị ha. Thì hôm nay là hàng về rất là nhiều, cho nên là chị nào muốn đặt hàng thì mình coi hết livestream ngày hôm nay để mình đặt hàng nha. Chị Đương Nguyễn đặt 810 cho em xin là số điện thoại và địa chỉ nha. Chị Nương Nguyễn cho em xin là số điện thoại và địa chỉ nha. 40kg là chị mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em luôn chị ha. Em cao 1m65 và nặng 48kg, mặc như thế này nha. Rồi mua về có thể là kết hợp thêm những cái phụ kiện như là cái nịch nè, hoặc là vòng cổ hay là gì đó, tùy theo mỗi người nha. Mã số là 810, hiện tại là chỉ còn là 3 bộ cuối cùng nữa thôi. Và em chúc cho 3 chị đó là hết hàng luôn. Em nói luôn hết hàng thì coi như là không có về hàng nữa đâu nha. Và chị nào đặt hàng mình nhớ là giữ máy điện thoại giúp em nha. Giữ máy điện thoại thì có chị đặt hàng trên line này rồi á, là lát nữa hoặc là chiều nay hoặc là tối nay sẽ có nhân viên bên em liên hệ với mình và chốt đơn hàng cho mình một lần nữa. Nếu mà các chị không nghe máy bên em sẽ hủy đơn hàng của mình luôn nha. Xin chào anh Trần Văn Tùng luôn nè. Rồi đặt hàng giúp em mã số 810 cộng màu, số điện thoại địa chỉ bây giờ là em sẽ qua mẫu khác luôn các chị nha. Bây giờ là em sẽ qua mẫu mới luôn các chị ha. Rồi đặt hàng bộ này nhớ mã số là 810, bây giờ em qua mẫu luôn nha. Rồi các chị ơi, tiếp theo là em mặc cái đầm suông cho các chị nào nãy giờ mà mình đang mặc đang đặt đầm suông á, thì mình đặt luôn một lần luôn để cho bên em sẽ đỡ các chị phải hỏi lâu ha. Đây, mẫu đầm suông này là cỡ 58kg đổ xuống các chị cũng có thể mặc được luôn. Nói chung là 58kg đổ xuống mình cũng mặc được, rất là rộng rãi thoải mái. Chất vải của đầm suông này là chất sơ mi lụa các chị yêu nha, rất là dễ thương luôn. Cái mẫu đầm suông này dưới tàu kiểu đuôi cá nè, nó là một cái màu hồng phấn rất là nhẹ nhàng, rất là xinh. Các chị nhìn trên like á thì nó sẽ ra cái màu trắng, nhưng mà bên ngoài đó nó là một cái màu hồng rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương nha các chị yêu nha. Đây là chị nào đặt cái mẫu này cho em mã số 809. Nãy giờ chị nào á, chờ đợi uống nước miếng lấy lọc rồi nói tiếp áo cam chị ơi. Rồi nha, chị ơi, chị nào lấy mẫu này để lại cho em mã số 809 nha. Một số chị nào nãy giờ mà mình mua được một cái đầm rộng vừa với mình rồi thì bây giờ mình đặt thêm cái nữa để được giá tiền là 99.000 các chị yêu nha. Nên là các chị cứ yên tâm, hoặc là chị nào cứ đặt hai bộ trở lên thôi mình sẽ có giá là 99.000. Thì đây, mẫu đầm suông tiếp theo đây rất là xinh nha các chị nha, mặc cực kỳ thoải mái và dễ chịu luôn. Cái màu hồng phấn của nó ở bên ngoài nhìn rất là xinh. Cái bộ của em đang mặc hiện tại là chỉ có một màu hồng phấn như thế này thôi. Mã số là 809, số lượng của nó rất là ít thôi, không có còn nhiều đâu nha. Nên là các chị nào mình lấy thì mình nhanh tay để lại cho em mã số là 809 khoảng trống màu và kèm với số điện thoại giúp em để mình đặt hàng nha. Bộ này 58kg đổ xuống các chị sẽ mặc thoải mái luôn, các chị yên tâm, nó rất là rộng rãi và thoải mái cho mình nha. Chất của nó là chất sơ mi lụa luôn, để cho các chị mặc cực kỳ thoải mái và dễ chịu luôn. Phần dưới nó sẽ tạo kiểu đuôi cá như thế này. Nhiều chị thích những mẫu đầm đơn giản mà dễ mặc và thoải mái thì đây nha. Nên là nhanh tay đặt hàng giúp em rồi Nguyễn Nhã Cam với đơn hàng ha. Rồi mua hai bộ thì là 99.000 một bộ chị ơi, ở dưới em có giá ghi giá tiền rồi mình coi giúp em nha. Rồi chị nào lấy mẫu này nhanh tay để lại 809 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em. Bây giờ mình sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình. Các chị nào không nhớ là đặt hàng sẽ hết hàng. Còn chị nào mà muốn tham gia mini game thì cứ chia sẻ tiếp tục đi ạ. Chừng là 10 phút nữa thì em sẽ công bố tiếp tục những chị nào đã trúng thưởng nha các chị yêu nha. Em sẽ công bố liên tiếp những chị nào mà đã chia sẻ nhiều nhất. Nên là mình cứ chia sẻ đi để có cơ hội trúng thưởng ha. Bây giờ mình sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình luôn. Chị nào lấy mẫu này nhớ để 809 giúp em kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Chị Trịnh Ngân ơi, chị lấy thì chị phải để 810 màu, số điện thoại địa chỉ thì bên em mới có đơn cho chị. Chứ chị để lấy 810 như vậy bên em không có ai chốt hàng cho mình nha.
Rồi bộ này mã số là 712 các chị nha. Thì cái này là một cái zoom đùi, ngay cái phần eo của nó là có gắn hai cái dây thế này, thì chúng ta có thể là mình thắt nơ, hoặc là chị nào không thích thắt nơ có thể là đem ra thợ may người ta mở ra thôi các chị nha. Có thể thắt đằng trước hoặc là thắt đằng sau thì theo mỗi người nha. Rồi mã số là 712, thắt đằng sau như thế này các chị ha. Mã số là 712, đặt hàng theo cú pháp là 712 cộng màu. Số điện thoại địa chỉ nha. Bộ này có hai màu là màu đỏ với lại là màu vàng ha. Mã số là 712 ạ. Cái này là một cái zoom đùi nha. Chị Trinh Ngân đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm và địa chỉ nha. Phải có mã số sản phẩm thì bên em mới chốt đơn hàng cho mình được. Chị nào đặt hàng sai cú pháp bên em không chốt hàng nha. Đặt hàng cú pháp đặt hàng là mã số sản phẩm nè, số điện thoại và địa chỉ các chị ha. Thì cái bộ zoom này 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa, có hai màu là màu vàng với lại màu đỏ nha. Thì mã số 712, các chị muốn đặt hàng chỉ cần cho mình là 712 cộng với màu đỏ hoặc là màu vàng cộng với số điện thoại và địa chỉ của mình, thì bên em sẽ chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh luôn. Bên em sẽ ưu tiên cho những chị nào đặt hàng có địa chỉ các chị nha. Thì ngay cái phần dây thắt nơ thế này, chị nào không thích thì mình có thể là đem ra thợ may người ta thợ mở ra thôi, là mặc thành một cái zoom nha. Rồi chị Trinh Ngân cho em xin là địa chỉ luôn ạ, cho một cái cho mình nha. Ok chị Ly Bella cho em xin địa chỉ luôn. Em nói luôn á là bên em sẽ ưu tiên cho những chị nào đặt hàng có địa chỉ các chị nha. Đặt hàng có địa chỉ là sẽ bên em chốt đơn hàng rất là nhanh. Còn những chị nào đặt hàng không có địa chỉ hoặc là không có số điện thoại thì bên em không chốt đơn hàng cho mình nha. Và nhớ là các chị đặt hàng trên line này rồi thì lát nữa là sẽ có nhân viên bên em điện thoại và chốt đơn hàng cho mình một lần nữa. Nếu mà các chị không nghe máy là bên em sẽ hủy đơn hàng luôn các chị nha. Rồi mã số 712, hai màu vàng với lại màu đỏ nha, 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Đây cái phần sau của nó là có bo thun thế này, sẽ rất là thoải mái luôn. Chị nào muốn đặt hàng chỉ cần cho mình là 712 cộng màu, số điện thoại địa chỉ nha. Đằng sau có thắt nơ như thế này các chị ha. Hai màu rất là nổi bật cho mình là màu đỏ với lại màu vàng nha. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa cái bộ này, rất là xinh luôn. Rồi ngay phía trước của nó là có bèo ha. Thì bộ này mặc dễ thương kinh khủng nha. Dễ thương và trẻ trung, có thể là mặc đi làm, có thể là mặc đi chơi, uống dạo phố nha, hoặc là mặc ở nhà thôi cũng được. Rồi mã số 712 thì bây giờ là em sẽ qua mẫu khác luôn. Chị nào thích cái mẫu nào cứ comment mình lên cho tụi em biết nha. Thì bên em sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Còn bây giờ em sẽ qua mẫu khác luôn nha. Rồi nha, hồi nãy giờ rồi nha các chị ơi, thì đây hồi nãy chị nào yêu cầu là đầm đi tiệc luôn, em sẽ có đầm đi tiệc cho mình luôn ha, rất là xinh luôn ạ. Đây một mẫu body rất là sang luôn, có hai màu là đỏ với đen cho các chị luôn. Phần trên của nó sẽ là lớp ren thế này ôm sát cho body rất là xinh luôn. Phần dưới nó sẽ tạo một cái lớp lưới quấn quanh cái đầm body thế này ha, một lớp lưới bên ngoài như này nè các chị yêu ha, quấn quanh ở bên ngoài nè. Đó, rất là sang. Cái mẫu đầm body này em mặc ôm vừa với người luôn. Thì mẫu đầm này chỉ có dưới 50kg mới vừa thôi. Dưới 50kg đổ xuống mình mới mặc vừa các chị nha. Trên 50kg rất là chật luôn. Dưới 50kg và eo phải dưới 70 giúp em. Tại vì cái mẫu này như các chị thấy đó, em mặc là nó ôm sát người rồi, không có dư một cái miếng nào hết. Ở đằng sau thì nhiều khi em hơi dư ở cái phần ở trên này. Thì trên này là cái ở đằng sau thì dư một chút xíu như thế này nè. Tại vì cái eo á hơi nhỏ nên là sẽ bị dư. Eo thì tới 70 mà eo thì của em chỉ có 60 thôi thì sẽ bị dư ra ha. Đó nên là chị nào eo dưới 70 thì sẽ mặc vừa, và cân nặng là dưới 50kg. Nói chung người ôm ốm nhỏ nhỏ, thon thon thì mặc được nha. Hai màu là đen với đỏ, mã số là 755. Chị nào đặt để lại cho em mã số là 755 khoảng trống màu kèm với số điện thoại giúp em để đặt hàng ha. Rồi chị Ly Bella để lại cho em địa chỉ cho chị nha. Rồi chị nào lấy thì mình nhanh tay để lại cho em đầy đủ nha, đầm hoa bên em hết hàng rồi. Rồi chị nào lấy để lại 755 khoảng trống màu kèm với số điện thoại địa chỉ giúp em, đầm đi tiệc siêu sang cho các chị luôn. Với giá 99.000 thì chắc hẳn cái đầm body này các chị mua không có giá này đâu. Các chị có ra ngoài chợ mua cũng không có giá rẻ như này nữa. Ra ngoài chợ hay là ra ngoài lề đường mua cũng không có cái giá này cho mọi người đâu ạ. Tại vì bên em là kho sỉ, bên em bán với cái giá này là siêu rẻ cho mọi người rồi. Nên là khi mà các bên em bán lẻ ra với cái giá sỉ á, giá này đối với người ta là giá sỉ luôn á. Tất nhiên phải có khóa sau chứ ơi, đầm body cũng có khóa sau xong mình mặc vô chứ ha. Tất nhiên phải có khóa cho mình nha. Rồi chị nào mặc dư một chút xíu như em thì về có thể bóp lại ha. Ok luôn. Chị nào lấy để lại 755 khoảng trống đỏ kèm với số điện thoại và địa chỉ. Chị nào không làm đúng cú pháp, em không có đọc tên có nghĩa là mình không có đơn hàng. Mình đặt giống như không đặt gì á ha. Nên một số chị nãy giờ là đặt giống như đặt cho vui sao em không biết nữa, chị ghi có mã số không à. Ha, như vậy là mình không có đơn hàng được. Dưới 50kg và eo dưới 70 mình mới mặc vừa nha.
Mã số là 755 kèm với số điện thoại và địa chỉ giúp em để đặt hàng ạ. Mình nhanh tay là chia sẻ livestream này để có cơ hội nhận được đầm bên em với giá siêu rẻ nha. Rồi nhanh tay giúp em nè, hai màu là màu đen và màu đỏ, 50kg đổ xuống và em với 70. Mà cái đầm này mà đi tiệc là siêu sang cho các chị luôn nha, rất là đẹp luôn. Nên là ai đặt thì mình nhanh tay để lại mã số là 755 khoảng trống màu kèm với số điện thoại và địa chỉ. Chị nào nãy yêu cầu đầm đi tiệc thì mình tranh thủ nha. Chứ em qua mẫu rồi lại nói là mặc lại cái mẫu nãy đi chị ơi là không có mặc được. Nên lưu giúp em nha, một mẫu chỉ mặc qua một lần thôi, không mặc lại được nha. Nên là mình tranh thủ là mình đặt hàng để đầy đủ cú pháp giúp em. Mã số màu số điện thoại địa chỉ nha. Rồi ok luôn, chị Nguyễn Hồng Loan ơi, thì chị đặt cái mẫu nào bên em sẽ gọi điện chốt hàng cho chị thôi. Nếu như nãy chị đặt lộn thì bây giờ chị đặt lại 809 Hồng số điện thoại địa chỉ giúp em đi chị Nguyễn Hồng Loan ơi. Tại vì chị đặt cái mẫu nào thì bên em sẽ gọi điện và chốt hàng cho chị thôi. Nên là chị cứ nói với nhân viên là chị lấy cái mẫu nào mã số bao nhiêu đó thì bên em chốt cho mình ha. Rồi ok, chị Phạm Thị Thanh Huyền có đơn hàng đầy đủ ha, 755 đen nè. 755 đen chị Mai Thi để lại cho em địa chỉ luôn ha. Giá tiền em ghi ở bên dưới rồi, coi giúp em chị ơi, đây nguyên tổng giá đấy ạ. Ha, rất là rõ ràng, bên em bán đồng giá và giá siêu rẻ cho mình. Đối với cái đầm body mà 99.000 thì thời buổi này không ai bán đầm body 99.000 cả, em đảm bảo luôn. Cái đầm nó có xấu cỡ nào hay là cái vải nó có xấu cỡ nào nữa thì không có giá đâu. Cái vải này là vải quá đẹp luôn chứ không phải vải xấu đâu. Ren này rất là sang này, còn phối lưới cho mình nữa. 99.000 không đủ tiền công cho người ta may luôn á, chứ ở đó mà các chị mua được cái giá này các chị ha. Nên là các chị cứ yên tâm và đem vào đồ đẹp mà giá rẻ cho mình luôn. Tại vì bên em là cái kho sản phẩm kho xưởng sỉ luôn, là vừa sản xuất ra và vừa bán luôn, thì cái giá nó không qua trung gian ở đâu hết, thì các chị sẽ mua được giá nó siêu rẻ. Còn các chị mua bên ngoài tất nhiên sẽ qua nhiều trung gian, người này lấy qua người kia thì tất nhiên giá nó sẽ cao hơn cho các chị ha. Nên là các chị mua ở bên em sẽ tận được cái giá sỉ cho mình luôn, giá siêu rẻ. Rồi 50kg đổ xuống, vòng eo thứ 70 sẽ vừa nha. Em qua mẫu tiếp theo, chị nào lấy nhớ để mã số 755 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi bộ này mã số là 808 ạ các anh ha. Mã số là 808 ạ. Đặt hàng giúp em là 808 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Thì cái này là hàng mới về luôn và em sẽ like cho mọi người. Mọi người thích cái mẫu này thì đặt hàng giúp em là 808 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. Chị nào đặt hàng cứ đặt hàng đúng cú pháp là mã số sản phẩm nè, màu, số điện thoại và địa chỉ là mình sẽ tự động có đơn hàng luôn. Đặt hàng đúng cú pháp là mình sẽ tự động có đơn hàng luôn các chị ha. Cho nên là mình yên tâm luôn. Rồi mã số là 808 là cái đầm xuân đam mặc, rất đơn giản mà ai mặc cũng đẹp các chị nha. Đơn giản mà rất là xinh luôn ạ. Rồi sang cực kỳ ha, có hai màu rất là nổi cho mình là màu vàng với lại là màu đỏ nè. Thì hai màu này á chúng ta có thể rất là nhiễm mặt nha. Thì màu vàng này hơi nổi xíu, là chị nào thích nổi bột thì hốt ngay cái đầm màu vàng này ha, mặc đi đám cưới là đi tiệc rất là xinh và rất là nổi luôn. 60kg mặc không vừa chị nha. Cái đầm này thì 53 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Vòng eo của mình dưới 73 mình sẽ mặc vừa luôn nha. Cái vòng eo của mình như thế này nha, dưới 73 là mình sẽ mặc vừa tất cả mẫu đầm bên em luôn. Rồi mã số là 808 ạ. Chị nào lấy thì cho mình là 808 cộng màu, số điện thoại địa chỉ nha. Thì cái bộ này là nó có thêm một cái dây thắt nơ ngay cái phần eo nữa. Nếu mà chị nào không thích mình có thể là khỏi thắt cũng được nha. Chị Chỉnh Ngân lấy 808 màu đỏ cho em xin là cú pháp là 808 màu đỏ, số điện thoại và địa chỉ nha. Không có số điện thoại và không có địa chỉ là bên em không chốt hàng cho mình nha. Rồi bây giờ là em sẽ thắt cho mọi người coi luôn. Thì cái đầm này có đính kèm một cái dây thắt nơ nữa. Nếu mà chị nào không thích thắt thì mình khỏi thắt cũng được, là mặc thành cái đầm suông. Còn chị nào muốn dễ thương hơn thì mình thắt nơ thôi các chị ha. Đây ạ. Rồi thắt nơ thôi nha, rất là dễ thương luôn. Còn cái này là tạo thêm điểm nhấn của nó, mà chị nào mà không thích thì mình khỏi thắt cũng được nha. Ok chị Trịnh Ngân, là em thấy số điện thoại của mình rồi, cho em xin là địa chỉ luôn. Là bên em sẽ ưu tiên những chị nào đặt hàng có địa chỉ các chị nha. Ưu tiên đặt hàng cho những chị nào đặt hàng có địa chỉ, còn những chị nào đặt hàng không đầy đủ cú pháp là bên em không chốt hàng luôn. Chị Đương Nguyễn đặt 808 màu đỏ cho em xin là số điện thoại và địa chỉ chị nha. Phải có số điện thoại và phải có địa chỉ nha. Rồi chị Niên Nguyễn đặt 808 màu đỏ luôn. Nếu mà các chị thích màu vàng này thì lát nữa là em sẽ mặc màu vàng cho các chị coi nha. Các chị có thích màu vàng này không thì cứ mình cho em biết nha. Rồi, có chị nào thích màu vàng không thì lát nữa em sẽ mặc màu vàng cho mình luôn nha. Còn nếu mà các chị không thích thì thôi ha. Rồi, các chị Nguyễn Hạnh lấy 808 màu đỏ nha. Thì mình đặt hàng giúp em đi ạ. Đầm này rất là sang, ai mặc cũng sang hết trơn á. Bộ này thì 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Đằng sau của nó có khóa kéo các chị nha.
Đằng sau có khóa kéo 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Có dây thắt nơ ngay phần eo nữa. Nếu mà chị nào không thích thắt nơ, mình có thể là mở ra thôi, mặc thành một cái đầm suông đơn giản như thế này cũng rất là xinh nha. Mặc đi tiệc hay là mặc đi đám cưới đều sang hết. Mang theo đôi giày cao gót nữa là mình đi tiệc là bao nổi cho mình luôn các chị nha. Rồi mã số 808 nè, 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa nha. Ok chị Minh Tâm luôn nha. Rồi chị Trịnh Ngân, em thấy địa chỉ của mình rồi ha chị Trịnh Ngân nha. Bên em sẽ ưu tiên đặt và sẽ ưu tiên chốt hàng cho những chị nào đặt hàng có địa chỉ. Đặt hàng có địa chỉ bên em sẽ ưu tiên chốt hàng cho mình nhanh hơn cho mình, cho nên là mình cứ đặt hàng đúng cú pháp là mã số sản phẩm nè, màu, số điện thoại, địa chỉ nha, là bên em sẽ chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh luôn các chị ha. Và các chị yên tâm luôn là mình cầm mình vàng à, cầm mình à, à, số điện thoại, địa chỉ trên này là bên em ẩn cầm mình hết, nên là không có ai làm phiền mình được đâu nha. Có loại khác là sao chị Ngọc Hiếu ha. Rồi ok chị Nguyễn Hoài Thu thích mặc màu vàng hả, thì lát nữa em sẽ thử màu vàng cho mình coi luôn nha. Rồi bây giờ là em sẽ thử màu vàng cho các chị coi luôn. Chị nào muốn đặt màu đỏ này cho mình là 808 màu đỏ, số điện thoại và địa chỉ các chị nha. Rồi tiếp theo là mẫu đầm body đi tiệc cho các chị luôn ha. Mẫu này rất là xinh cho mình luôn, mẫu 2 dây đây ạ. Rất là xinh luôn, mã số là 781. Có hai màu là màu xanh coban với lại màu đỏ các chị nha. Cái dây của nó là viền là dây xích nha các chị nha. Dây xích rất là đẹp luôn. Các chị mặc lên rất là dễ chịu và thoải mái, không hề bị đau ha. Rồi mặc lên thì nhìn mình rất là thanh mảnh và rất là sang luôn với cái đầm body như thế này ạ. À, chị nào lấy để lại cho em mã số là 781. 781 khoảng trống màu kèm sơn lại giúp em. 52kg đổ xuống vòng eo chứ 72 sẽ mặc vừa nha. Cái mẫu này thì dư vòng eo hơi nhiều. Nói chung là eo của em chỉ có 60 thôi. Tất nhiên là những mẫu đầm body của em thì em mặc mẫu nào cũng sẽ dư eo hết. Mình mua về mình bóp lại cái là nó vừa y chang người mình, là mặc siêu đẹp luôn các chị yêu ha. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại cho em mã số là 781. Với cái đầm body siêu sang thế này các chị mặc đi tiệc chơi thì với cái giá thành nó quá rẻ mà sẽ tôn lên cái dáng và cái cơ thể của mình, nó rất là sang. Người ta nhìn vô ta không thể nào nghĩ được cái đầm này 99.000 cả. Bởi vì con gái mà phải cần mua rất là nhiều đồ và không thể nào mình có đủ cái điều kiện để mình mua đồ liên tục như vậy được. Với giá thành bình thường ở đây giá thành rất là cao, giá ngoài thị trường các chị mua rất là cao, trung bình một bộ đồ cũng phải là 200.000 đổ lên đúng không. Nhưng mà khi mà các chị mua được, biết được một cái chỗ mà vừa rẻ đồ lại còn vừa đẹp nữa thì mình nhanh tay và nhanh tay đặt liền giúp em ha, để hết hàng và đặt nhiều mẫu luôn, mình có thể để dự trữ ở đó. Ví dụ đi chơi ở đâu đó thì có thể lấy ra mặc, đi tiệc, đi đám cưới này kia có sẵn đó lấy ra mặc luôn các chị ha. Đầm 60kg hồi nãy là em đã mặc rồi, chỉ có hai mẫu thôi chị nha, em qua mẫu rồi à. Rồi chị nào lấy cái mẫu này để lại giúp em mã số là 781 nha. 52kg đổ xuống thì mình sẽ mặc vừa và vòng eo sẽ 72 giúp em. Đầm body siêu sang các chị luôn, cái này ai mà sợ dài quá thì mình có thể mua về mình cắt lên được ha. Em cao 1m65 và nặng là 46kg thì em sẽ mặc tới đây. Nên là các chị nào mà mình có thể chiều cao như em thì mình có thể đo được cái mức độ mình mặc dài tới đâu. Hoặc là chị nào thấp hơn em thì mình cứ đo xuống. Nếu mà mình cảm thấy là dài quá thì mình có thể đi mình cắt lên được. Mình cắt lên đầu gối lên đây như em đang mặc đây ha, rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì mình nhanh tay nha. Hai màu là màu đỏ với màu xanh coban. Hai màu này màu nào lên da cũng sáng hết trơn á, đây không? Màu xanh lên da còn sáng hơn màu đỏ nữa, rất là đẹp ha. Chị nào lấy nhanh tay để lại mã số 781 khoảng trống màu kèm với số điện thoại giúp em để đặt hàng nha. Số lượng còn rất thôi, không còn nhiều. Chất vải của nó là các hàng kim tuyến nha các chị nha. Không có đầm ống xòe nha chị ơi nha. Rồi nha, chị nào lấy thì mình nhanh tay nha, để lại đầy đủ thông tin thì mình sẽ có hàng. Còn chị nào mà đặt hàng mà không có đầy đủ thông tin ở trên line này thì em không thể nào chốt hàng được cho mình. Các chị để lại mã số, khoảng trống màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em. Mình mua hai cái đầm trở lên, mỗi bộ tương ứng với giá là 99.000 thôi. Thì đó các chị sẽ được cái giá rất là rẻ luôn. Còn nếu như mình mua một bộ á là 129.000 các chị nha. Rồi chị nào lấy bộ em đang mặc đầm body siêu sang đây, để lại cho em mã số là 781. 781 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em để đặt hàng nha. Rồi nhanh tay giúp em nha, mẫu này sắp hết hàng rồi, rất là xinh cho các chị nào mà đang cần đi tiệc, đi chơi, những buổi tiệc sang hay là mình có thể đi làm đều được hết, rất là đẹp với mẫu này ha. Rồi bây giờ thì em sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình luôn. Chị nào đặt cái mẫu của em nhớ để lại mã số 781 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi mã số 808 bây giờ là em sẽ chuyển qua màu vàng cho mình luôn các chị nha. Bây giờ chuyển qua màu vàng luôn ha.
Rồi, chuyển qua màu vàng cho mình luôn các chị nha. Thì đây nó có một cái dây thắt nơ thế này. Nếu mà chị nào không thích thắt, mình có thể là mình khỏi thắt cũng được. Còn chị nào thích thì mình thắt vào tạo thành cái điểm nhấn của nó nha. Mã số là 808 ạ. Đặt hàng giúp em là 808 cộng màu. Số điện thoại địa chỉ nha. Rồi, lát nữa em sẽ qua một cái màu đen liền ha. Chị có anh đào đồ thường là sao chị ơi, bên em chị bán đầm váy thôi nha. Rồi các chị trang chỉnh luôn ha. Rồi lát nữa em sẽ qua một cái đầm suông màu đen cho mình luôn chị An An nha. Của em mã số là 808. Dây thắt nơ vào rất là dễ thương luôn các chị nha. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa cái bộ này. Thì lúc nãy là em mặc màu đỏ, các chị đặt hàng màu đỏ rất là nhiều luôn. Và các chị yêu cầu em là mặc màu vàng luôn, thì bây giờ là em cũng mặc màu vàng cho các chị coi rồi nha. Thích màu nào thì đặt hàng màu đó đi ạ. Hai màu là đỏ và là màu vàng, mã số là 808, 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa cái đầm này nha. Đằng sau là có khóa kéo thế này, rất là chắc chắn luôn. Rồi ok ạ. À. Ok chị Ly Ba La Hồng luôn nha. À, đặt hàng mình đặt hàng đúng cú pháp là mã số sản phẩm nè, màu, số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Đặt hàng đúng cú pháp bên em chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh. Và bên em sẽ ưu tiên những chị nào đặt hàng có địa chỉ các chị nha. À, rồi ok chị Trang chỉnh lấy 808 màu vàng và màu đỏ. Cho em xin là địa chỉ luôn chị ha. Có địa chỉ bên em chốt đơn hàng cho mình rất là nhanh và mình nhận hàng rất là nhanh luôn. Rồi hai màu là vàng với đỏ nha. Thì ví dụ màu đỏ thì nó sẽ có cái dây thắt eo là màu đỏ, còn màu vàng là thắt eo màu vàng. Chị nào không thích thắt có thể là mình bỏ ra mặc thành một cái đầm suông đơn giản nha. Ở nhà thì mình có thể là mặc thành một cái đầm suông đơn giản như thế này. Khi mà đi ra đường thì mình thắt thêm cái dây nơ nữa cho nó dễ thương và nó tạo thành cái điểm nhấn nha các chị yêu ha. Mã số 808, 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Vòng eo của mình dưới 73 các chị mặc rất là xinh luôn các chị nha. Gì nãy giờ không? Nãy giờ mới muốn đâu gì á. Rồi, hai màu rất xinh nha, 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Đầm xanh đậm hả? Màu xanh đậm body bên em không có nha. Chị Hai Lan ơi, bây giờ chị cầm mình dạy là em không biết gì lấy cái mẫu nào luôn á. Lấy mẫu nào mình nhớ nghe rõ cái mã số, mình đặt hàng theo mã số giúp em. Tại bên em chị chốt đơn hàng theo mã số thôi. Chị đặt hàng là phải có mã số sản phẩm nè, số điện thoại và địa chỉ chị nha. Chứ còn bây giờ chị cầm mình dạy là bên em không có biết và không chốt được hàng cho mình chị ha. Nếu mà chị nào không nghe rõ mã số có thể hỏi là người mẫu sẽ nói lại mã số cho các chị nha. À, mẫu giống váy 60kg bên em không có chị Gấm Nguyễn nha. Chỉ có một mẫu đó là 60kg thôi chị ha. Rồi, bây giờ bộ này mã số là 808. Chị nào lấy màu nào trong mình là 808 cộng màu. Số điện thoại và địa chỉ bây giờ là em sẽ qua mẫu khác cho mình luôn các chị ha. Rồi các chị ơi, đây nha, tiếp theo là một cái mẫu đầm hai dây xòe bên mới về hàng rất là xinh luôn. Bên ngoài nó sẽ phối một cái lớp lưới như thế này nha, sẽ tạo cái độ phồng và cái độ xòe cho cái đầm đây. Rất là xinh luôn, hai màu là đen với hồng. Chị nào thích màu nào nhanh tay đặt để lại cho em mã số là 811 nha. Đối với cái đầm trơn thế này các chị về mình phải có thể kết hợp ở những cái dây mình thắt ở eo hoặc là những cái trang á sáng lấp lánh mình có thể gắn lên đính lên ha. Cũng rất là sang đối với những cái đầm như này. Chị nào mà lấy thì mình nhanh tay để lại cho em mã số là 811 khoảng trống màu kèm với số điện thoại giúp em để đặt hàng nha. Tám không tám làm gì có màu nu đâu mà còn gì ơi. 808 màu mới mặc vừa rồi là đỏ với vàng chứ đâu có màu nu đâu mà chị ơi. Chị lộn, chị bị lộn đấy ha chị ha. Coi lại kỹ giúp em ạ. Cái đầu tiên chơi game mà chị ơi, em chả nhớ luôn á. Anh coi coi cái bộ đầm xuông đó. Bộ hồng hộc đó anh. 794. Rồi cái bộ đầu tiên là 794 đó chị Nguyễn Hồng Loan nha. Đầm xuông đó 794 chị nha. Rồi chị nào lấy cái đầm này của em để lại cho em mã số là 811 nha. 811 khoảng trống màu kèm với số điện thoại giúp em để đặt hàng nha. Rồi nha, chị nào lấy nhanh tay nha, rất là xinh luôn. Hai dây xòe nè, sẽ tạo cái độ phồng và cái độ bồng bềnh cho cái đầm. Cái vải của nó rất là dày dặn và dễ mặc luôn. Cái vải này là chất vải poly, các chị ơi, mặc rất là thích và thoải mái nha. Ok, Nhung My thứ đơn hàng của chị rồi nha. Rồi nha, tay giúp em nha, mẫu này rất là xinh luôn à. Mình về mình kết hợp thêm, mình mua thêm những cái dây á, mình thắt vô. Hoặc là những cái kiểu gì đó, mình có thể kết hợp vô cái đầm. Hoặc là có thể mặc trơn như này thôi. Mình có thể đi tiệc rất là xinh. Hoặc là đi chơi, đi dạo cũng được, rất là dễ thương ha. Đây màu đen, đây màu đen mặc lên nha. Rất là xinh. Chị nào thích kiểu như trẻ trung hơn có thể lấy màu hồng thì dễ thương hơn, trẻ trung hơn. Còn ai mà thích sang lấy cái màu đen nè, màu đen rất là sang, nói chung càng đơn giản thì nó càng sang các chị nha.
Còn màu hồng thì nó dễ thương hơn nhiều. Đây màu hồng đây rất là baby ha, rất là dễ thương. Cái dây này mà có hơi dài quá thì các chị về các chị nhấn cho giúp em nha. Nói chung em đang mặc cái dây này là vừa tầm rồi. Và chị nào mà thích dây thu ngắn hơn thì mình có thể về mình nhấn lại giúp em nha. Có người gọi điện rồi là sẽ có người giao hàng rồi nha chị Kim Ngọc nha. Rồi chị chờ ngày nhắn giúp em thôi ạ. Rồi 811 khoảng trống màu kèm với số điện thoại giúp em để đặt hàng. Cái mẫu này thì khá là rộng rãi, là tầm 53kg độ xuống mình mặc được. 53kg độ xuống, vòng eo thì 73 trở xuống mình mặc được luôn ha. Rất là thoải mái và dễ chịu luôn. Phối bên ngoài một cái lớp lưới như thế này đó, rất là đẹp nha, phối lớp lưới xung quanh hết. Đây là các chị yên tâm mặc mẫu này lên rất là dễ thương luôn. Tuy nó đơn giản nhưng mà mặc lên rất là xinh. Chị nào thích những mẫu đơn giản như này á thì mình nhanh tay nè. Hồi nãy chị nào hỏi là ngoài đầm đi tiệc á thì mình sẽ có những cái mẫu nào để mình có thể là mặc đi chơi, đi dạo thì đây nha, mẫu này cũng rất là xinh. Vừa có thể đi tiệc, nếu đi tiệc chị nào muốn sang thì mình kết hợp thêm những cái phụ kiện vô. Còn nếu như mặc bình thường để đi chơi thôi, đi dạo ăn uống bạn bè thôi á thì có thể là mặc những như thế này. Mặc đơn giản thế này có thể ăn uống với bạn bè nha. Là bên em bán đồng giá tất cả nha các chị yêu nha. Cứ yên tâm coi dòng ghim dòng giá giúp em nhờ. Đó giờ bên em bán có một giá thôi, không lên nha, không lên đâu nên các chị yên tâm. Khi nào giá khác thì em sẽ thông báo. Rồi chị nào lấy thì nhanh tay để lại là 811 khoảng trống màu kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em để đặt hàng. Bây giờ mình sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình luôn ha. Rồi bữa nay mã số là 772 các chị nha. Một cái xương đùi rất là xinh luôn, mã số là 772 ạ. Rồi chị Quỳnh Quỳnh ơi, bộ nãy không có bút ngực chị nha. Mã số là 772 là cái xương đùi em đang mặc. Chị nào lấy thì cho mình là 772 cộng với màu đen. Số điện thoại và địa chỉ nha. Đằng sau là có khóa kéo cho mình luôn. Thì hiện tại cái bộ 772 này hiện tại là chỉ còn đúng 5 bộ nữa thôi. Và em chốt cho 5 chị nữa thôi là hết hàng luôn các chị nha. Mã số là 772. Đằng ở cái xương đùi này có túi cho mình luôn, rất là xinh, rất là thời trang cho mình luôn ha. Đằng sau là có khóa kéo, xương đùi 2 dây nha. Mã số 772 ạ. Rồi các chị Dung Trần đặt mã 808 màu đỏ luôn ha. Rồi, bởi em mã số là 772. Áo baby doll bên em không có nha chị hệ thống nha. 772 này hiện tại là còn đúng 5 bộ luôn á, làm chốt cho 5 chị nữa thôi là hết hàng luôn. Cho nên là chị nào thích cái bộ này thì mình nhớ mã số là 772 cộng màu cộng với số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Thì sau cái mẫu này sẽ là một cái mẫu đầm sơ mi rất là hot. Cho nên là chị nào thích đầm sơ mi thì mọi người ở lại cửa hàng này coi và đặt hàng giúp em luôn ha. Mã số 772 này thì 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Vòng eo của mình dưới 73 các chị mặc vừa hết tất cả các mẫu bên em luôn. Và các chị nhớ mình đặt hàng trên những trên livestream này, mình giữ máy điện thoại nha. Sẽ có nhân viên liên hệ với mình và chốt đơn hàng cho các chị một lần nữa. Nếu mà các chị không nghe máy á, là bên em sẽ hủy đơn hàng của mình các chị nha. Chứ không phải là mình đặt hàng trên live này rồi là xong đâu. Sẽ có nhân viên điện thoại chốt đơn hàng cho mình một lần nữa nha. Cho nên là có nhiều chị không nghe máy hoặc là máy bận hoặc là thấy số lạ thì tắt máy á, là bên em hủy đơn hàng của mình. Nên là mình nhớ đặt hàng thì mình giữ máy điện thoại nha. Ok, chị Kho sẽ lại đặt 808 màu đỏ luôn. Rồi của em mã số là 772, hiện tại là còn đúng 5 bộ, 5 cái cuối cùng. Thì cái này là một cái zoom đùi nha các chị yêu nha. Zoom đùi của phối voan rất là xinh luôn. 772 cộng màu đen. Số điện thoại địa chỉ nha, đằng sau là có khóa kéo, có túi luôn cho mình. 52 con đũa lại sẽ mặc vừa. Và chất liệu của nó là chất thun co giãn các chị nha. Chất liệu thun co giãn rất là thoải mái luôn. Mặc đi chơi, ăn uống dạo phố hoặc là mặc ở nhà cực kỳ dễ thương cho mình luôn các chị nha. Và bên em là bán đồng giá nè. Một bộ xâm dễ thương thế này chỉ có giá là 99.000 thôi. Khi mà các chị đặt mua hai bộ trở lên trong livestream ngày hôm nay, hai bộ khác nhau cũng được thì rất là rẻ luôn. Và bên em là cam kết bao giá thị trường cho mình luôn các chị nha. Thì sau cái mẫu này sẽ là đầm sơ mi. Cho nên là chị nào thích sơ mi á, thích sơ mi mà thích mua nó với giá rẻ thôi thì mọi người ở lại livestream này coi luôn nha. Còn bây giờ là em sẽ qua cái đầm sơ mi cho mình luôn các chị ha. Rồi các chị ơi, tiếp theo là một cái mẫu đầm sơ mi rất là xinh đây ạ. Chị nào mà chưa mình đặt được á, hay là mình đặt ngày hôm qua mà chưa có ai gọi cho mình, có nghĩa là mình đã không có hàng rồi đó. Nên là hôm nay mình tranh thủ mình đặt lại giúp em để mình có hàng nha. Sơ mi rất là hiếm mà bên em về là hết liền á. Hiện tại em còn có hai màu thôi. Màu hồng em đã cháy hàng rồi. Còn có hai màu là màu xanh dương với lại màu xanh rêu đây ha. Hai màu, đây là màu xanh rêu nè. Còn cái màu em đang mặc là màu xanh dương.
Nên là các chị đặt các chị nhớ hoặc là các chị phải nói rõ, ghi rõ cái màu xanh ra để tránh tình trạng nhân viên em sẽ bị lấy lộn màu các chị yêu nha. Mã số là 796. 796 55 cái độ xuống một mặt được luôn. Tại đây là sơ mi rất là rộng và thoải mái. Thì cái chất này là chất sơ mi KT. Đây là sơ mi Caro các chị nha. Đây nền kẻ của nó sơ mi Caro, nhìn là mình đã biết rồi. Nhưng mà chất vải của nó là chất sơ mi KT và đây là chất sơ mi KT rất là mềm, mềm mại và dễ mặc và thoải mái, không hề khô cứng và sẽ bị nhanh, đảm bảo luôn. Cái chất khô cứng này các chị cầm lên nó sẽ rất là cứng chứ nó không có được như thế này ha, nó không có được mềm mà nó sẽ thẳng như thế này đâu ha, rất là đẹp cho các chị yên tâm. Sơ mi em bao giá thị trường luôn, các chị cứ đi hỏi bất cứ đâu đi, một cái áo sơ mi mà tầm thường luôn á, cái vải rất là bình thường mà một cái vải khô cứng thôi, các chị sẽ mua với cái giá của nó là 120 đến 150 là cái đó sơ mi tay ngắn và sơ mi chất của nó rất là xấu, còn nếu mà chất trung bình á sẽ từ 180 đến 200 ngàn đổ lên. Còn đối với cái chất của em đang mặc đây là chắc chắn là trên 200 ngàn rồi. Cái chất sơ mi vừa mềm như lụa mà mặc rất là thích và đặc biệt là rất là dễ thẳng nữa. Ủi một cái là thẳng mà thẳng rất là lâu. Còn những cái chất sơ mi khô cứng á, em đảm bảo các chị có xịt nước các chị ủi xong á, ủi xong nó khô lại nó vẫn nhanh như thường và nó chỉ bớt được một phần nào đỡ nhanh thôi. Đó là những cái chất sơ mi khô. Còn đây em đảm bảo cái chất sơ mi này, đây là một cái đồng chứ không phải là một cái áo nha. Mà các chị mua với giá 99 ngàn không ở đâu người ta bán cho các chị đâu. Người ta bán như vậy người ta lỗ chết luôn á. Tại biết sao, bên em là cái kho sỉ mà, à, một cái xưởng sỉ luôn, vừa sản xuất vừa bán luôn thì không qua một cái bất kể một cái thông trung gian nào hết ha, không qua một cái trung gian nào hết, các chị mua được tận ở bên em đó, tận gốc tận nơi thì các chị sẽ được cái giá rẻ như thế này, giống như mình mua được cái giá sỉ luôn vậy đó ha. Rồi 796 khoảng cách màu số điện thoại giúp em, xanh dương hay là xanh rêu ghi rõ ràng, mã số, màu, số điện thoại, địa chỉ nha, thì em đọc tên chốt, còn ai không có đầy đủ thông tin em không đọc tên chốt nha. Rồi nãy giờ nhiều chị đặt rồi, bây giờ em sẽ đọc tên chốt nha. Chị Đinh Thảo lấy đơn nè. Rồi chị Ni Nguyễn để lại địa chỉ cho em. Chị Lê Ngân có địa chỉ rõ ràng, ok chị ha. Chị Su Ra Yến gì nè, đặt sai không chốt nha. Rồi chị Elasa gì nè, Nguyễn nè, ok có đầy đủ thông tin. Rồi chị Quỳnh Bi để lại cho em địa chỉ nha. Trâm Trần có đầy đủ thông tin nè. Bộ em đang mặc 55 chế độ xuống mình mặc vừa. Nguyễn Hoài Thu thấy đơn hàng nha. Rồi Đinh Thảo thấy đơn hàng ạ. Trời, trong bức đâu bây giờ chị hỏi cái đầm màu hồng là cái đầm nào chị ơi. Rồi nha, Suga Yến là có đơn hàng đầy đủ rồi ha, rồi ok luôn. Chị ơi, chị hỏi em không hiểu chị ơi, tự nhiên cái cũng đang mặc là sao chị ơi. Đặt để lại 796 khoảng trống màu số điện thoại địa chỉ giúp em. 796 khoảng trống màu số điện thoại giúp em nha. Rồi, Tiên Jenny để lại địa chỉ cho em. Ai không có địa chỉ bên không gọi điện chốt cho mình đâu nha. Rồi, có địa chỉ trên like rồi, không cần để thêm chị Ni Nguyễn ha. Rồi, ok, Suga Yến em thấy đơn hàng đầy đủ rồi ha. Rồi, đặt cả mẫu hồi nãy luôn. À chị Đinh Thảo ơi, nếu chị đặt đầy đủ rồi trên live em sẽ thấy chị nha. Rồi cái mẫu này á, chiều cao không quan trọng đâu chị ơi. Đầm sơ mi mà dài ngắn đều mặc được hết, thấp cao mặc được hết. Quan trọng là sợ mặc không vừa thôi. Chứ mà 40kg thì mặc thoải mái chị ơi. Cái này đầm sơ mi đầm rộng mà, đâu phải đầm ôm đâu. Đừng hỏi vừa hay không ha, mặc đẹp mặc được, 55kg đổ xuống là mặc được ha. Rồi yên tâm luôn ạ. Chứ sao mặc vừa mặc vừa là mặc ôm vô là vừa hả chị không ha. Cái này đầm suông, đầm rộng, đầm sơ mi á các chị ha, rất là xinh. Đây hai bên tay thắt nơ nữa, dễ thương vô cùng luôn. Bộ trộn hai màu xanh rêu với xanh rương. Lấy màu nào nhanh tay nha, xanh rêu với xanh rương nè. Nhanh tay giúp em để lại mã số 796. Chị ơi, người ta shipper người ta cũng đi làm, người ta cũng cần phải có tiền ship cho chị nha. Đó là tiền ship chị trả cho shipper chứ không phải trả cho bên em. Nên là đừng có thắc mắc, đừng có trả giá về cái vấn đề ship nữa. Em đã giảm giá bộ đồ cho các chị rất là nhiều rồi. Cái đầm sơ mi thế này bán lẻ một cái 129 ngàn, đã rẻ hơn người ta biết bao nhiêu rồi. Mà bán từ hai cái trở lên còn rẻ hơn nữa, còn có 99 ngàn một cái à. Đã giảm 30 ngàn một cái cho các chị rồi. Khi các chị mua từ hai cái trở lên, mình mua hai bộ thì mình được giảm 60 ngàn, ba bộ giảm 90 ngàn, cứ nhân lên đó, mỗi bộ để giảm 30 ngàn rồi ha. Nên là vấn đề ship thì đừng có trả giá nữa, tội người ta chị ha. Rồi ok, chị Quỳnh Bi cái đơn hàng rõ ràng chị yêu nha. Rồi chị nào lấy để lại 796, chị nào anh không đọc tên nghe không có đơn hàng, nên là các chị đã lưu ý giúp em đặt đầy đủ lại. Sơ mi em về là hết liên tục, chị nào theo dõi shop từ đó giờ biết sơ mi về hết liên tục. Tại bên em á, sơ mi bán siêu rẻ, chất lại siêu đẹp. Chất này không khác thì chất sơ mi lụa hết á, chẳng qua là nó không được mát và mịn như sơ mi lụa thôi. Nhưng mà còn cái chất này thì nó rất là thẳng và dễ chịu luôn. Đó, giờ rất là thích những cái chất sơ mi này. Chứ bây giờ các chị mua những cái sơ mi khô cứng á, về mình mặc á, mình giặt, mình nhăn khó chịu nữa. Bây giờ mình ủi thì nó lâu thẳng nữa, các chị bực mình, nó rất là bực mình luôn. Mà mặc chút xíu lên là nó nhăn lại như cũ à, nó không có thẳng được. Còn cái chất này bên em đâu ủi đâu, mà khi từ khi lấy hàng về là nó thẳng như này rồi. Đó, ha, các chị yên tâm nha.
Rồi nha, nên các chị mình nhanh tay nha. Rồi, 5 cái thì vẫn là 99 ngàn một cái. Chị ơi, chị có mua 19 cái thì vẫn là 99 ngàn một cái. Tại vì em chỉ giảm như đó thôi là đã quá nhiều rồi. Còn khi nào mà chị mua từ 20 cái đổ lên á, các chị sẽ có giá là giá sỉ ha, chị sẽ có giá sỉ từ 20 cái trở lên sẽ có giá sỉ nha. Rồi, chị lấy bao nhiêu cái chị cứ nói với nhân viên giúp em, chị xu ra Yến nha chị nha. Chị Yến à, nhớ nói nhân viên nha, chứ nhân viên hỏi lấy một cái hả? Cái ừ là nhân viên gửi hàng đi là hết gộp đơn được ha. Rồi ok chị Hà Nguyễn nha, mình lấy bao nhiêu cái thì mình cứ nói với nhân viên rõ ràng khi nhân viên gọi cho mình luôn ha, không cần phải lên like đặt nữa. Khi nhân viên gọi cho mình rồi thì mình lấy thêm cái gì đó mình cứ nói luôn để nhân viên chốt hàng gửi đi luôn ha. Rồi ok chị Tin Jenny đưa đơn hàng nha, 796 khoảng trống màu, số điện thoại địa chỉ giúp em dùm qua mẫu nha. Ai không đặt nhanh là mẫu này hết hàng luôn á, tại vì số lượng của nó còn rất ít thôi, không còn nhiều nha. Rồi bộ này mã số là 779 ha. 779 này hiện tại là chỉ có một màu đỏ duy nhất thôi. Chị nào lấy bộ này cho mình là 779 cộng với màu đỏ, số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. 779 779 thì có hai màu là đen, à bộ này có hai màu là đen với đỏ các chị ha. Rồi mã số 779 này có hai màu là đen với đỏ nha. Phần dưới của nó là hơi xòe thế này, tại em thấy rất là xinh. Đằng trước thì ngắn hơn đằng sau các chị nha. Đây mã số 779 đằng sau là có khóa kéo ạ. 52 cung đổ lại sẽ mặc vừa cái bộ này. Chị nào lấy thì comment là 779 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. 52 cung đổ lại sẽ mặc vừa các chị ha. Ừ. Rồi, coi mình bấm đi. Rồi mã số 779 các chị ha, hai màu cho mình, rất là xinh là đen với lại màu đỏ nha. Thì đằng trước của nó hơi ngắn thế này, đằng sau sẽ dài hơn, tạo cái dáng váy rất là trẻ trung cho mình luôn nha. Rồi, chị Trịnh Ngân lấy 779 thì chị lúc nãy là chị đã có để lại số điện thoại và địa chỉ rồi. Nhưng mà chị đặt hàng thì cũng phải để lại trong một cái comment, tại vì em để ý là chị đặt hàng rất là rời rạc luôn á. Chứ mã số xong rồi số dòng, cứ cách mấy cái comment thì màu, xong cách mấy cái comment thì địa chỉ thì không có được chị nha. Là bên em không có chốt đơn hàng cho mình được nha. Chị đặt hàng là mã số nè, màu, số điện thoại, địa chỉ trong một cái comment luôn giúp em chị ha. Chị Trịnh Ngân này nha. Rồi mã số 779 này hai màu, đen với lại màu đỏ. Lấy màu nào comment là 779 cộng màu, số điện thoại và địa chỉ nha. 52 cân đổ lại sẽ mặc vừa. Các chị mua về có thể là mình mua thêm một cái dây nịt nữa, dây nịt bản mình nịt lại rất là sang cho mình luôn. Đi tiệc là bao sang đảm bảo cho các chị luôn ha. Rồi chị Loan Phương lấy 779 màu đỏ cho em xin là địa chỉ luôn chị ha. Cho em xin địa chỉ luôn. Thì hiện tại á là bộ này bộ sau nữa là em sẽ offline rồi. Cho nên là chị nào lấy bộ nào thì comment lên cho em biết nha. À không có hả chị Thơ Nguyễn nha, bên em hết hàng cái bộ đó rồi. Rồi em nhắc lại mã số là 779. Chị Kho Sĩ Rẻ cho em xin là số điện thoại địa chỉ nha. Các chị đã có để lại số điện thoại địa chỉ trên ở trên rồi á thì mình đặt hàng ở dưới mình không cần để lại địa chỉ nữa, nhưng mà bắt buộc phải để lại số điện thoại giúp em các chị nha. Bắt buộc phải để lại số điện thoại giúp em cho những chị nào đã đặt hàng có địa chỉ ở trên rồi nha. Còn những chị nào đặt hàng mà chưa có địa chỉ là bên em sẽ không chốt đơn hàng cho mình. Mình nhớ đặt hàng đúng cú pháp nha. Ok chị Kho Sĩ Rẻ luôn, em thấy đơn hàng của mình rồi chị ha. Hiện tại á thì bộ này thì chỉ còn có vài mẫu thôi, và chút cho vài chị nữa thôi là hết hàng luôn. Và em nói luôn là hết hàng thì không có về hàng nữa đâu nha. Bộ này rất là sang, đảm bảo chị nào mà cầm lên tay mặc lên người rồi á, nó lên phong dáng của nó rất là sang luôn. Rồi mã số 779, các chị nghe em đi mua về mua thêm một cái dây nịt bản to, mình nịt ngay cái phần eo lại, đảm bảo là sang cực kỳ nha. Mang cái đôi giày cao gót mình đi tiệc ha. Mã số là 779 các chị nha. Thì rất là rẻ luôn ạ. Chị mua hai bộ trở lên chị có giá là 99 ngàn một bộ thôi. Rồi cổ là cổ thế này luôn, sang trọng cho mình nha. Thì bây giờ là em sẽ qua mẫu cuối cùng và bên em sẽ offline luôn. Chị nào muốn đặt hàng thì mình nhanh tay luôn giúp em nha. Rồi qua mẫu cuối cùng là em sẽ offline luôn các chị nha. Rồi chị nào lấy thì cho mình là 779 cộng màu, số mà địa chỉ nha. Ok chị Đình Thảo cho em xin là địa chỉ luôn ha, chị Đình Thảo nha. Chị nào đặt hàng phải có địa chỉ bên em mới chốt đơn hàng cho mình và ưu tiên chốt đầu tiên luôn. Đặt hàng mà không có địa chỉ là bên em không chốt được cho mình đâu các chị nha. Rồi bây giờ là em sẽ qua mẫu cuối cùng luôn cho mình nha. Rồi tiếp theo là một cái mẫu xòe rất là xinh cho các chị luôn. Hai màu là màu xanh cốm em đang mặc với lại là màu đen cho các chị ha. Mã số là 792. Chị nào thích cái mẫu đầm xòe mà kiểu dáng như này vừa lịch sự, có thể mặc đi làm, đi chơi, đi học đều được á, thì mình nhanh tay để lại cho em mã số là 792 các chị nha. Mẫu này cũng là mẫu cuối cùng em offline rồi. Màu xanh mặc lên da mình rất là sáng, rất là trắng luôn như các chị thấy đó. Mặc lên là nhìn nó sáng hẳn luôn ha. Nên là chị nào đặt thì mình nhanh tay ạ. Em cao mấy 65 á thì các chị nhìn như này các chị thấy nó hơi ngắn không? Thì chị nào mà cao như em á mà mình sợ mình mặc ngắn á thì mình có thể mặc thêm một cái quần ở bên trong
mặc thêm một cái quần đùi để mình mặc váy mặc ở bên trong rất là đẹp ha. Rồi chị Tina đã đơn hàng đầy đủ của chị rồi ha, nhanh tay nha, chờ còn lại là 2 phút cuối cùng cho các chị đặt hàng luôn á. Các chị nào đặt hàng thì mình tranh thủ mình đặt giúp em, hoặc là những chị nào mà đặt hàng nãy giờ mà chưa để lại địa chỉ thì để lại địa chỉ nha. Rồi mã số 4 em đang mặc là 792, hai màu là đen với lại xanh cốm em đang mặc đây, rất là xinh cho mình luôn. Nhanh tay đặt hàng nha, chị nào chưa có cái màu xanh này trong tủ đồ của mình thì nhanh tay đặt về liền à, nhìn nó lạ mắt với lại rất là xinh luôn. Cái màu này hiện tại rất là hot luôn, trong năm nay thì rất là nhiều bạn thích cái màu này ha. Hiện tại là em cũng có rất là nhiều bộ với cái màu này luôn, mặc lên cái da nó sáng và nhìn rất là trắng và nhìn nó lạ mắt và nhìn rất là đẹp nữa. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại 792 khoảng cách vào kèm số điện thoại giúp em. 52 cái độ xuống vòng eo với 72 sẽ mặc vừa ha. 52 cái độ xuống vòng eo với 72 sẽ mặc vừa. Đây là chị nào đặt thì mình nhanh tay nha, hai màu là đen với lại xanh cốm ạ. Mình kèm cái dây mình thắt nơ ở đây, mình có thể thắt đằng trước hay đằng sau thì tùy mình, nhưng mà cái kiểu của nó thắt đằng trước thì nó sẽ dễ thương hơn các chị ha. Chỉ có hai màu thôi, màu đen với màu xanh à. Chị Ni Nguyễn đặt thì để lại 792 xanh, số điện thoại giúp em nha. Tuy có đơn trên rồi nhưng mà ở dưới mình vẫn phải để số điện thoại để bên hệ thống máy tính thấy đơn hàng của mình nha. 792 khoảng trống màu kèm số điện thoại giúp em. Em cho các chị là 30 giây nữa các chị để lại đầy đủ thông tin, còn lại không là sẽ offline á. Khi mà em offline rồi thì không thấy đơn hàng của các chị nữa đâu. Các chị nào mà có xem lại live mà có đặt hàng trên live cũ á là bên em không thấy đơn hàng của mình ha. Nên lưu giúp em đơn livestream nào đang phát sóng trực tiếp có chữ màu đỏ bên trên trực tiếp nè thì mình mới đặt được hàng. Còn những cái live nào đã tắt rồi mà các chị mở lại các chị xem được các chị đặt hàng ở trên đó thì không ai biết các chị đặt nha. Rồi chị Thùy Dung để lại địa chỉ cho em nè. Chị Trang Trinh em thấy đơn hàng ha. Chị Lê Ngân thấy đơn hàng để lại địa chỉ ha. Chị Nguyễn Hạnh thấy đơn hàng để lại địa chỉ cho em ha. Chị nào chưa để lại địa chỉ thì tranh thủ để lại địa chỉ liền giúp em gấp ngay bây giờ ha. Chứ không lại em offline là sẽ không thấy đơn hàng của mình nữa đâu. Rồi bây giờ thì em sẽ offline và hẹn các chị vào live sau vào lúc 6 giờ chiều nay nha. Bên em sẽ còn live vào lúc 6 giờ chiều và 9 giờ tối. Các chị nhớ đón xem live mỗi ngày và mình đón xem live mỗi ngày, đồng thời là mình mua được hàng đẹp nè, đồng thời mình tham gia mini em trúng thưởng nữa các chị nha. Rồi các chị Văn Hồ thấy đơn hàng ha. Rồi bây giờ thì em sẽ offline và hẹn các chị vào live sau. Live sau vào 6 giờ và 9 giờ nha. Đó, mình có thể đón xem mà live nào được thì mình tranh thủ mình đón xem giúp em để đặt đồ ha. Bây giờ thì em sẽ kết thúc lại đây và chúc các chị một ngày vui vẻ ha. Bye bye mọi người.